đây là lần đầu tiên mình quay một cái trường hợp mà anh nói là do anh đi toilet quá nhiều, chợ thấy đi làm chung công ty ngại quá bỏ luôn. Một cái ngôi nhà tình thương được bà con ở đây, người góp này người góp cái kia, cho được mấy miếng thiết để mà xây lên một cái ngôi nhà cho anh ở tạm bợ. Nhưng mà không biết tại sao cái miếng thiết này tự cho anh nó góp xuống, nó bị khúc cái chỗ này, nó bị góp xuống rồi nhỉ. Nhà thấy không, trường một lỗ này không biết là trời mưa có dột không, không biết đâu. Mới có, rồi cũ có, rồi cao thấp có, đinh thì được đinh mới, nó mới đóng. Nó cái nhà thấy không, đây là kiểu như toan thiết của người ta, ai có miếng nào đem lại cho miếng đó, nên nó sẽ lủng củng lủng củng, một cái ngắn một cái dài, một cái ngắn một cái dài như này để che lên cho anh một cái ngôi nhà tạm bợ. Ở phía dưới này thì bà con sử dụng mấy cái cột bằng bằng bịch đằng đó kìa, bằng bịch đằng cũng kiên cố lắm. Chỉ có trên là được mấy tấm thiết cũ này, rồi không biết là khi nào nó dột, khi nào nó lầm, nhưng mà được cái cũng có được một ngôi nhà. Lần đầu tiên mình quay một chương trình mà có một người anh mà đi vệ sinh quá nhiều rồi vợ ngại, rồi vợ bỏ ra đi bất ngờ, tội nghiệp cả nhà. Đó là do con bệnh thôi chứ đâu phải do người ta đâu, hay không? Nó mẹ đây nè, em dán đây nè. Vừa thôi em đừng bự của em ơi, không bự không mệt lắm nè. Trời ơi, lạnh nè. Mấy lỗ lận? Lỡ, nó lỡ rồi. Nó mấy lỗ lận? Có lỗ rồi. Bên kia có không? Bên kia nó là chạy mà nó... Trời ơi, vậy nó chảy mũ cho máu gây hoài vậy hả? À. Trời đất ơi. Cái sao vậy, sống ngày nào rồi thấy một trời là đỡ vậy đó. Ở phía cái này là bên nhà của, bên hông nhà của anh nè cả nhà. Rồi cái nơi đây là cái nô, cái chỗ mà anh... Đây. Anh ngủ ở đây. Anh ngủ trong đây. Rồi ngoài đây anh để dành anh đi toilet nè. Cái gì để đây? Trong đó thì ngủ trong đó. Còn ngoài đây thì để đi toilet, chắc ngoài đây chắc cái này chắc dơ lắm nè. Chị ai? Chị nè. À, dạ Quý Hiếu xin kính chào tất cả mọi người, xin chào tất cả cô chú anh chị quý mạnh thường quân ở trên này thân mến. Kính thưa cả nhà thân mến, thì ngày hôm nay Hiếu đang có mặt ở đây là Tri Tôn An Giang cả nhà. Và như cả nhà mình thấy bên phía bên này là cái tượng Phật đó cả nhà, đã làm rất là lâu rồi, hiện tại là cũng vẫn là chưa có hoàn thành xong, nhưng mà không biết là dự kiến là bao giờ mới xong đây. Thì Hiếu đi ngang qua đoạn đường này thấy một cảnh rất là đẹp luôn, Hiếu chia sẻ lên cho mọi người xem ha. Và cái con đường mà Hiếu đi vô trong một cái hoàn cảnh ngày hôm nay mà mình ghé thăm đó cả nhà, là một người đàn ông mà không biết là nguyên nhân căn bệnh như thế nào và cuộc sống của anh ấy hay ra sao. Thì anh này anh đang nằm ở trong một cái chòi, nói chung là một cái chòi chứ không phải một cái nhà chà, nằm dưới một cái chòi, nằm bò lê lết người đó, rất là tội nghiệp luôn. Và nghe đâu nói là anh bị nó hoại tử trên đầu nè, lỗ rồi nó hoại tử trên mình mẩy anh, nó kiểu như là thịt nó bị thú dần ở cả nhà. Không biết là nguyên nhân tại sao. Thì nghe bà con nói sớm nói trên đây là anh vợ con bỏ rồi, là anh có bộ thân một mình anh sống à. Mấy cô nói thương lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Thì nhờ Vũ Hiếu vô đây để mà thứ nhất là chia sẻ hình ảnh của anh lên, để tìm thuốc hay hoặc là giúp anh một cái khoản kinh phí nào đó, để cho anh có tiền anh đi kiếm thầy chạy thuốc đó cả nhà.
Thì câu chuyện như thế nào thì ngay bây giờ xin mời cô chú anh chị mình cùng bước vô trong này để gặp gỡ cái hoàn cảnh của anh, để mà xem mình có thể giúp được cái gì không cả nhà. Cả nhà thấy rất là đẹp ha. Trước thì chưa có mùa nước lũ thì trên này là ruộng đó nha, không có nước. Nhưng mà khi bây giờ có nước rồi, nhìn cái khung cảnh nó rất là đẹp. Không biết trên màn hình mọi người xem như thế nào, nhưng mà ở ngoài mình nhìn nó rõ hơn, rất đẹp. Bên phía bên kia thì chắc có lẽ là cái nó cái nhà thờ hay sao ta, cái nhà thờ gì phải không, là cái nhà thờ không, cái nhà cáp treo hả? Ồ, cái nhà cáp treo chứ anh không biết, anh không biết ở đây. Cái nhà cáp treo đúng rồi, trên đó nó có mấy cái cục cáp treo lên đó cả. Trên đó là cái đỉnh núi Sam không ạ? Đỉnh núi Sam ha. Ở phía dưới trên này thì có cái tượng Phật rất là lớn luôn, mà hiện tại là công trình này chưa có hoàn thành xong, nó còn dở dang lắm cả nhà. Hình như nghe Hiếu nó nghe nói là cũng mấy năm rồi mà chưa hoàn thành xong cái tượng Phật này, cũng khá là lâu rồi đó, không biết là đến bao giờ lại mới xong. Thôi bây giờ mời chú anh chị mình đi theo chân Hiếu đi gặp gỡ hoàn cảnh như cả nhà mình đây. Cái thứ cả nhà thì ngày hôm nay Hiếu đang có mặt ở đây là Vĩnh Thuận Lạc Quế Chi Tôn. Chi Tôn hả? Chi Tôn. Từ mà Châu Đốc mà vô đây cũng khoảng là mấy chục cây số cơ nha. Và sáng giờ là Hiếu chạy khoảng một đoạn đường rất là dài và tới đây được, thì ngày hôm nay chia sẻ nghe chị nói là có một cái hoàn cảnh của một cái người anh vợ bỏ, con bỏ, và anh đang bệnh rất là nặng cơ nha, và coi như là đi đứng không được. Cơ thể thì nó kiểu như là nó muốn loang lỗ, hay là nó muốn thúi ở đâu là nó thúi á. Dạ. Thì tình hình của anh bây giờ là kiểu như là mặt tả suốt cả nhà. Tại vì không biết là cái bệnh nó biến chứng như nào mà khiến cho anh phải đi vệ sinh liên tục vậy. Thì câu chuyện như nào thì chị có thể nói cho em nghe hết câu chuyện được không chị? Anh này là như thế nào? Anh giờ không thấy đường, rồi ỉa đáy, giờ nào cũng không hay. Rồi bệnh hàng tháng rồi đi lấy thuốc hoài vậy đó. Dạ. Dạ, mới làm bệnh viện mới về, giờ gia đình khó khăn mà mong anh giúp đỡ cho ảnh gì đó. Dạ. Bây giờ là hiện tại là anh này anh sống với ai? Dạ, sống với mẹ. Mẹ hả? Mẹ dạ. Của ai? Mẹ của anh Trường. Mẹ của anh Trường hả? Anh này tên Trường hả chị? Dạ. Rồi chồng của cô là cha của anh đâu? Bỏ đi anh, thôi vậy. Thôi nữa, bỏ đi rồi, nữa rồi. Dạ. Rồi vợ anh này bỏ đi luôn, rồi dạ. Con bỏ đi luôn. Dạ, lúc đó. Từ khi bệnh tới nay là có về thăm không? Dạ không, không có tới lui, 7-8 tháng này không có tới lui thăm anh ơi. Rồi. Không có liên lạc gì tới ảnh hết. Rồi bây giờ ăn uống hàng ngày của anh này thì ai lo? Úc ở lo. Là cơm nước cơm tới chỗ vậy đó. Ỉa đáy của bà cũng làm cho hết. Hồi lúc trước anh nha, là trên đầu của anh này là nó bị, nói chung là nó ăn xong mà lộ hết trơn luôn. Rồi hai bên cái màng hông bên này là cũng lỡ hết luôn. Lỡ hết luôn rồi nha. Dạ. Giờ hướng ấy là gãy đó. Thì nghe bây giờ Hiếu xin mời vô trong đó mình hỏi thăm trực tiếp luôn cái hoàn cảnh sao ha chị ha. Dạ. Đi. Mời cái nhà mình vô đây. Anh đang ngồi ở đây nè cả nhà. Em chào anh nha. Trời ơi. Anh để cái chân anh đi, kiến nó bu kìa. Kiến bu hả? Để nến cây nè. Ừ. Chị là cái gì với anh này? Chị ở xóm. Ở xóm thôi hả? Dạ. Nhà chị đâu, là gần đây không? Gần anh, ngay cầu 28, giáp cầu. Em thì không biết cầu 28 đâu rồi hết. Qua cầu này có cái cầu đóng là tới. Em chào anh nha. Anh cho em gắn mít nói chuyện với bà con. Anh ơi, mình tên gì vậy anh? Anh Nguyễn Văn Trường. Anh Trường hả? Dạ. Anh Trường năm nay anh Trường nhiêu tuổi rồi? 37 tuổi rồi. 37 tuổi hả? Dạ. Anh Trường nay 37 tuổi rồi. 37 tuổi. Dạ. Yeah. Rồi hiện tại là anh về đây anh ở đây bao lâu rồi anh? Được cũng cả năm rồi. Vợ đi lúc cả năm nay cũng về đây về mẹ ở nè, mẹ nuôi. Trước giờ là anh làm ở đâu? Làm cho Bình Phước, làm điệu chứ.
làm chứ điều còn cho nó khỏe tới sáu mấy cái chục ký lận, giờ tại bị bệnh tiểu đường rồi nó rút hình lại gì đó. À chứ trước là lực lắm, mạnh lắm. Ừ mới có năm nay là gì đó. À rồi bệnh tới hoài xuống lần hoài luôn kia. Ừ lúc trước sao mà vợ bỏ đi? Tại bệnh rồi thấy ỉa hoài, mà tại trước em chưa mang tả ỉa đi làm mà nó dính cái quần hoài, nó quay rồi sao vợ biết, vợ chán vợ bỏ buồn vợ đi luôn. Chồng đi ỉa hoài rồi vợ bỏ đi luôn. Dạ, nó chán. Ô câu chuyện này nghe nó lạ đời ha. Nó thấy hoàn cảnh gì nó chê bai nó bỏ đi, thấy vậy thôi cho nó đi luôn. Ừ. Sẵn con giờ nuôi không nổi thì thôi cho nó bắt luôn chứ giờ ai đâu nuôi. Vậy là vợ ôm con đi luôn. Đi luôn mà con lúc đó cũng 60 tuổi, 6 tuổi rồi. Ừ. Anh có đi được không? À, không, trước đi được rồi sao đi hết được rồi nó dò teo lại nó đi hết được. Ừ. Mấy tháng ở... trước còn đi được đó. Ừ. Giờ đi hết được. Giờ đi hết được rồi. Nó bị nhiễm trùng máu á, nhiều nhiễm huyết á, đường á. Ừ. Nó bị bệnh rồi nó rút người đi được. Hồi lúc trước giờ là hai vợ chồng anh sống ở đâu? Sống rồi trước em đi làm cho Bình Phước á, rồi gặp nó hai vợ chồng nó ở được đứa con nó tới giờ luôn á. Ừ, mình có kết hôn làm đám cưới đàng hoàng không? Không, vợ ta chồng hờ vợ tạm mà thấy cũng có con rồi. Thế... cứ nghĩ là có con rồi là hai chồng gắn kết nhau ở nhau ha. Ở có con rồi thấy vợ luôn. Ai về đâu chồng đi ị nhiều quá rồi vợ sợ quá chạy luôn. Nó thấy xấu hổ quá rồi nó bỏ đi. Xấu hổ hả? Sao kỳ, anh đi vệ sinh thì trong quần anh thôi chứ đâu mà. Tại đi làm á, nó mặc cái quần á, nó dính đằng sau hoài, không biết bị tiêu chảy hay gì, không biết. Rồi người ta gặp vợ. Rồi vợ nó ngại quá hả? Ừ, nó ngại rồi. Xấu hổ quá ha. Dạ, tại hai chồng đi làm chung quá. À. Rồi nó bỏ đi, thấy vậy thôi cho nó đi luôn. Anh nghỉ công ty trước bỏ vợ bỏ hay là sau vợ bỏ? Hả? Anh nghỉ công ty á. Nghỉ trước có tháng gì là đi về với này là cắt cái nhà lên nhà Mỹ nhỏ gì nè, rồi cái là lên trên chỉ cái là bỏ đi luôn. À. Cái này là ta gọi là căn bệnh gì anh? Nên tiểu đường. Tiểu đường hả? Ừ, tiếp 2 hả? Tiếp 2. Tiếp 2 thôi mà nó phá cái đó. Ờ. Giờ đâu làm cho nó đứt luôn, đứt là nó không có làm. Ờ, tức là cơ thể nó không có lành ha. Nó không lành đâu. Coi mình mẩy của anh coi. Thôi đừng có gỡ cái vú anh nè. Ờ, cho coi nó nói gì được rồi. Được rồi. Bên hông nó lét luôn phải không? Nó lủng lỗ ở đây. Đâu cho em coi coi, lủng lỗ coi. Em dán lại rồi. Sợ ngại không? Nó nè, đây nè, em dán đây nè. Trời ơi. Lần mấy lỗ lận? Lỡ, nó lỡ rồi. Nó mấy lỗ lận? Có lỗ à. Bên kia có không? Bên kia nó lại chạy mà nó không có lại. Trời ơi, vậy nó chảy mũ cho máu gây hoài vậy hả? À. Trời đất ơi. Cái sao vậy, sống ngày nào được thấy một trời là đỡ ngày đó. Ừ. Đây là lần đầu tiên mình quen một cái trường hợp mà anh nói là do anh đi toilet quá nhiều rồi nó cứ chỉnh đít, rồi vợ thấy đi làm chung công ty ngại quá bỏ luôn. Ừ. Không có hương nữa. Rồi ngày hôm đó rồi vợ nói cái gì mà bỏ đi? Nó không có gì chứ nữa mà nhắc chiều tối nó đem đi mằng về bắt nó nghỉ. Ừ. Đi mằng về là ở nhà nó dọn đồ, thấy về không thấy đồ vô là biết em hiểu rồi. Ừ. Đồ con cái đồ nó dọn đi hết rồi. Rồi mấy bữa trước có cắn đắng với nhau không? Không. Nhưng mà vẫn sống bình thường vậy đó. Sao em nghe nói hai chồng gây lộn mà? Có gây lộn cái gì đâu.
Em đó giờ em hiền khô rồi, đâu uốn đập gì nó đâu. Phải không nha, chứ trên đây mà vợ xem được là vợ cự nữ là không được nha. Khó đâu. Chứ phụ nữ mà người ta ra đi thì mình không có nói gì, nhưng mà phụ nữ ra đi ta cũng chịu đựng dữ lắm, người ta mới ra đi chứ phải giỡn đâu. Đúng không chị? Vâng. Có không nghe giờ, anh em này khui thiệt đi, có không? Anh có quýnh vợ anh không? Không quýnh đâu, đó giờ 10 năm nay. 10 năm nay rồi. Hồi đó anh làm lương cao không? Lương ta làm tháng mấy triệu. Mười mấy triệu cao dữ vậy đó hả? Ừ. Rồi tiền đâu hết rồi? Làm em cắt được cái nhà lên được 70-80 triệu vậy đó. Rồi xe cậu rồi em bệnh bán cho. Chiếc quen anh... pha chứ chiếc quy sành em bán cho. Ừ. Bán chị bệnh hết. Bán chị bệnh hết rồi. Bữa giờ đi bệnh viện bác sĩ giờ có khuyến cáo mình nên làm cái gì không? Không có làm gì đâu, bệnh giờ bệnh ở nhà không. Hằng ngày bác sĩ có đem cho thuốc uống không? Em đi lãnh thuốc đi khám hàng tuần, bữa đó khám mà sao ỉa quá rồi. Đi không được, mẹ kè không được, cho nghỉ khám mẹ đi lãnh thuốc luôn rồi. Ừ. Vậy là anh mặc tả 100% hả? Ừ. Mặc hoài. Từng hết bệnh tả rồi, mẹ anh bây giờ ở nhà rồi. Cũng ly hôn với ba anh rồi, bây giờ mẹ anh cũng nuôi mình ở anh hả? Ừ, nuôi anh. Rồi mẹ giờ làm gì nuôi? Mẹ thì bà đi hái ra muống này kia, ngày được bao nhiêu ngàn vậy đó. Rồi sáng rồi mua cho em hộp bánh ăn vậy đó. Rồi gạo thì người ta cho ăn rồi. Thuốc thì em có bảo hiểm lãnh. À. Nên đâu có đói. Sao kỳ vậy? Đâu có nghe đâu. Sao nghe được? Bây giờ hàng ngày vậy là anh thay tả, ai thay tả cho anh? Giờ thấy mà mờ không dám làm phiền mẹ. Đó giờ mẹ làm không thấy ngại. Rồi thấy mà mờ thấy kệ làm ơn nó sạch nhà quý cửa sạch dưới là được. Ừ. Bữa nào vô mùng thì mũi quá mũi mẹ thay giùm. Còn không thôi tự thay. Ừ. Đi đâu giờ cũng được, cứ đi ra hoài vậy luôn. Chắc em biết nó bị biến chứng đường đâu lâu rồi, tại mình không có để ý. Ừ. Nên nó ra nước hoài, đâu có. Rồi đi làm rồi ai mấy anh chị trong đó thấy thường xuyên hả? Thấy bị vậy? Lúc đó em đi làm ở trên trển đó, người ta thấy người ta nói. Ừ. Nhưng mà làm cách nào nó cũng không hết trơn, thấy vậy thôi, hai vợ chồng nghỉ đi về. Ừ. Về cái đi về các nhà xong cái hết tiền cái đi lên làm lại lại cái thấy nó bỏ đi luôn rồi. Ừ. Mà có nói với mình gì không? Nó không ông gớm quá, tôi không sống với ông nữa không? Có nói không? Không, em ru à. Mà nó đi làm về, nó về nhà em không thấy đồ đạc con nó với con là hiểu rồi. Ừ. Nó đi rồi. Vợ năm nay nhiêu tuổi rồi anh? Vợ em lớn hơn em đâu 2-3 tuổi vậy đó. Ừ. Tại vì nó có chồng rồi mà nó thôi chồng rồi, nó ở lại với em. À. Chồng trước chị có đứa nào không? Chồng trước chị có hai đứa con mà hai đứa con nó ấy rồi. Nó ở bên ngoại nó rồi. Trời ơi, chị anh đứa nó là ba đứa ha? À, là ba đứa. À. Rồi giờ ôm đứa con 7 tuổi của anh đi luôn. Giờ ôm đứa con đi, giờ nghe nói nó có chồng rồi. Trời ơi, có chồng nữa rồi hả? Có chồng nữa rồi. Chồng nữa, ba đời chồng nữa. Trời ơi. Thì thôi bây giờ người ta sống với mình không được thì thôi chứ sao giờ? Em đâu có cần đâu, anh chỉ cần con em thôi. Nhớ con thôi. Mà bây giờ anh vậy anh đâu có làm nuôi con được đâu mà con về sống với anh được. Mà giờ em đâu có nói gì đâu, em đâu có bắt con đâu. Ừ. Nằm nhớ con không anh? Nhớ tưởng. Mà nhớ biết làm sao giờ. Ừ. Hồi đó là sống với con là ngày nào cũng ôm con ha. Ngày nào em có chở đi là nhà thờ gỡ nó chứ á. Ừ.
nó theo em mà. Tại vì em chỉ có chiếc quy sành đó, nó là đó nó đứng. Ừ. Lần trước nó đứng mà. Rồi giờ đi không nổi nữa sao, chở con đi đâu được? Bản thân mình nuôi mình chưa xong nữa, giờ sao đây? Giờ thì mình là thua rồi. Thua hả? Đâu cái chân em cho anh cho em coi cái chân của anh sao mà nó bú lùi xua dữ thằng vậy? À, tôi được, nó ăn trên này, bên đây nó ăn lòn xuống. Bên này nữa hả? Bên này hả? Nó ăn để nó ăn lòn xuống đây nè. Đâu? Anh banh em coi coi. Trời ơi, ok. Nó ăn, bác sĩ nói thôi để ta cắt bỏ nó bớt để dưỡng cái giò lại để thôi cưa ngang luôn. Ừ, cắt thịt bớt hả? Ta dưỡng là được. Ừ, còn bên này nữa phải không? Bên này cái chân bên đây thì nó bị teo cơ. Teo trơn rồi phải không? Ừ, cái giò nó teo này nhá xíu nữa. Bên đây bự hơn ừ. Chút. Bị teo cơ nhỏ là bị ba nó chỗ vậy đó. Dạ, giờ hai giò ấy xìu đi không được. Ừ. Vậy mà nói chung mà đi được cũng không được nữa, tại vì mắt này nó bị mù rồi. Mắt mù à? Không thấy đường sao? Không, không thấy đường rồi, nó em đứng gì nó chóng. Đứng gì nó chóng hả? Ừ. Con mắt ở đây không thấy luôn. Cái này thôi thua hết thấy. Rồi thấy bên đây thấy mờ mờ mà hồi nãy giờ em dòm thấy anh chứ không biết luôn. Ừ. Em dòm thấy được mờ mờ. Anh có bao giờ thử gọi điện cho vợ mình không anh? Vợ đó gọi nói chuyện được với con 2-3 tiếng nó nhờ ở cái đâu mặn trên Bình Dương với nó, vợ cho nó. Ừ. Nó gã con nó đâu điện được nói chuyện được 2-3 tiếng rồi nó nghe nói nó giờ con đi chỗ hát nó rồi. Ừ. Có năn nỉ vợ về chăm sóc cho mình không? Thôi nó ngơ được khổ nó vợ làm gì nữa. Giờ chỉ mong sống ngày nào đỡ ngày đó thôi chứ còn gì nữa không. Bây giờ ngày hôm nay em tới đây là anh muốn em giúp anh cái gì nè? Giờ thấy hoàn cảnh khổ gì nó cho mẹ nó mới quá trời bà khổ rồi, nó cực khổ. Chỉ ừ. Đó gì quá trời. Rồi lúc nào bà đi hái rau vào quán một cô bà cóc không. Mẹ không. Năm nay 50 mấy tuổi hả anh Trường? 57 tuổi rồi. 57 tuổi. Rồi hàng ngày là cô đi mò cua bắt ốc. Ừ, rồi bà đi móc lúa hay rau rồi bà bán. Ừ. Nó đi đâu rồi nó về đây bà già nó đau, nó biết rồi bà nó là bà già nuôi nó vậy. Dạ. Nuôi nó bà hổm là cái chòi nó sập hết trơn nó mới sửa lại đó. Dạ. Yeah. Mới sửa lại người ta lại bên gì biên phòng đó. Ừ. Sửa lại cho ở đó mưa dột tùm lum chứ. Dạ. Yeah. Anh này về đây bao lâu rồi chú? Cũng lâu rồi. Mấy năm rồi. Về đây cũng lâu rồi. Nói chung ra bằng đầu ở cũng vết đó sập nhà gãy hết rồi mới qua đây. Rồi qua đây đất cũng mượn người ta ta cho ở. Dạ. Yeah. Tôi có gì dán giúp cho anh đi lên giúp cho anh đi. Dạ. Thấy cũng tội nghiệp và mẹ anh cũng nghèo đi mượn mướn không à. Hình như là anh không phải là người ở đây. Anh ở đâu lần? Tôi hả? À. Tôi ở ngoài Bắc. Ờ đúng rồi, em nghe cái gì không anh là không phải ở đây. Mày gì gì tôi vô ông đó nó cùng quê đó, không có đứng lên. Vậy là vô đây rồi cái sinh sống đây lâu năm mà cắt nhà đi luôn. Không có vợ tôi đây mà. Vợ đây hả? Quê ở đây Châu Đốc á. À Châu Đốc hả? Rồi hai chồng về đây định cư đây luôn hay gì? Vô đây 10 mấy năm rồi. À, rồi giờ công việc của anh làm gì? Cũng đi làm mướn luôn. À, nhưng mà cuộc sống mình đỡ hơn ở đây ha. Giờ nuôi bò. Nuôi bò đi cắt cỏ gì đó. Giờ nói chung là cũng đi làm mướn rồi hồi trước khỏe thì đi làm. Chừng nào rảnh rảnh thì đi làm bên này kia. À. Chứ cũng có ở không đâu. Dạ. Yeah. Cuộc sống mà mình nghèo phải đi làm. Dạ. Yeah. Đỡ hơn những người khác một chút thì mình còn sức khỏe. Đúng rồi. Mình còn tay chân còn lành lặn rồi còn khỏe mình đi làm được. Ừ. Đỡ hơn anh này anh bệnh qua nằm chỗ ha. Chứ đừng bệnh như vậy sao đi làm được. Dạ. Chứ còn ai nữa. Ăn cơm hàng ngày thì phải bưng tới chỗ. Bà giờ nước cũng bưng tới chỗ. Giờ bà không đâu đi làm được, bà phải ở nhà lo cho nó nè. Dạ.
Thấy như nào em mệt quá em làm không nổi mẹ tha giùm. Sao anh thấy cái lưng của anh Trường quá trời vậy anh Trường? Nó bị tiêu đường nó ấy rồi. Đó anh quay sao anh dán cái lưng cho em coi anh Trường. Nó phá hết rồi. Nó phá hết rồi hả? Nó đâu có ấy nó... Trời ơi kìa. Ủa cái lưng này giống như đó ai quýnh anh vậy? Không. Nó lấy cây em sọt ngứa gãi. Anh lấy bằng cào 5 ngón tay mà gãi mà xong mà nó thành cái lưng của anh nó bấy nhầy vậy luôn hả? Lấy cây sọt chứ gãi đâu đã ngứa đâu. Lấy cây sọt á, đã mình bị tiêu đường mà cái tin nó lỡ lét rồi mà anh sọt vậy nó lỡ lét thì mà sao? Nổi. Ngứa dữ lắm. Ngứa lắm hả? Ừ. Ngoài bệnh tiêu đường ra bệnh gì nữa không? Bệnh tiêu đường đâu đến nỗi ngứa như vậy? Bệnh tiêu đường lấy chứng người ta dùng thuốc đường hoài nó giết vậy đó. Phải không? Hay là đó có đi chơi cái gì bậy bạ không ông? Không. Thiệt không nè? Thiệt, bị tiêu đường gì đó. Trời. Thì bác sĩ đó gần 20 lần vậy, người ta thử máu hoài, người ta có gì người ta biết, người ta nói rồi. Người ta lấy máu, người ta lấy thuốc cho mình uống thôi mà. Thì đó là không đi bậy bạ ha. Không. Nó trong xưởng làm không mà đâu đi đâu được đâu. Cái chân giờ nó nóng kiểu nó nổi xong vậy cá nè kìa. Mấy bữa nay nó thuốc quậy nè. Một ngày anh uống thuốc gì tốn bao nhiêu tiền anh Trường? Uống bên em có bảo hiểm lãnh đi đó. Cái chích đường thì 250, chích đường nửa tháng. Dạ. Còn thuốc bị gan thận với bị nhiễm trùng máu đó rồi này kia đó là người ta cấp cho. Dạ. Uống hàng ngày vậy đó. Uống hàng ngày nói chung uống tạm ha. Uống có thì đỡ, không có nhức lắm mà. Nhức chịu nổi ha. Nổi. Mấy bữa nay nằm chịu hết nổi, bỏ ăn luôn rồi. Dạ. Yeah. Đi lấy thuốc rồi. Thuốc uống nó chịu không nổi, vậy chích chứ mới chịu nổi. Hàng ngày thì ngay lúc trước là anh ở bên kia cả nhà. Ở bên kia nó sập. Sập rồi xong người ta mới cho qua đây ở, tới đây ở đạm rồi cô chú chị mình cắt cho cái chòi nhỏ ở bên phía bên này. Mà buổi trưa thì nóng thì qua anh đây. Không bây giờ mình lên nhà anh Trường ha. À. Đi lên nhà, để anh tự lên được không? Không đâu, lên đâu nổi đâu. Đi lên đâu nổi đâu hả? Ừ. Giờ thử đi mình lên, thử đi nổi được, té chết. Thế hết. Đồ gì đi em nhờ chị đi, em nhờ chị kè đi, chứ sao giờ? Nhờ chị kè lên. Ở đâu, đã có giò không biết. Chị hàng xóm kè lên này cả nhà. Nó phải thấy đường thì còn đi được. Không thấy đường nó trốn kìa. Bị đây lên còn nổi. Chính nha. Trời ơi, khổ chưa? Chết luôn. Vợ bỏ ha. Lần đầu tiên qua chương trình gặp cái trường hợp vợ bỏ khi mình chồng mình đi ị quá nhiều. Rồi, ngồi xuống được. Được. Thì vợ bỏ. Đó. Cái to này em thấy mới như mới xây này không? Mới cắt không chị? Người ta mới cho. Người ta mới cho ha? Người ta bệnh cho. Nó kìa, nhéo. À, anh nói mới cho ha. Rồi hàng ngày thì mình lết ra lết vô vậy anh? Rồi, lết. Ừ. Lết thì không có chổng mà đâu ra đây đâu, không ra, không ra đây. Ừ. Nó ra đây sợ thấy tối quá giờ, cái nhà gì đâu mà kỳ vậy. Anh có số điện thoại không anh Trường? Không. Không hả? Ví dụ bà con trên này mà ta muốn giúp mình, ta giúp trực tiếp không cần phải thông qua em thì làm sao? Ai biết làm sao là không biết đâu. Người ta muốn gửi thuốc hay là người ta muốn gửi cho mình quần áo mà ta gửi mình tả sữa gì cũng ta gửi cho mình, ta giúp mình. Có cách nào không? Có gì điện cho em được không? Điện cho chị ha. Dạ. Sao? Anh Trường được không? Được, gửi cho chị đi. Gửi cho chị này ha, chị xuống đây nè chị. Rồi, chị đọc cái số điện thoại của mình đi. Dạ, 0971 34. Từ từ, chị. Mà chị nói được nhanh quá. Nhiêu? 0971 0971 34 34 33 33 31 31. Số điện thoại đẹp chứ ta. Rồi, đọc lại nè. Bé ơi, ghi ghim ghim giùm anh nha. Rồi, đọc lại đi chị. 0971 0971 34 34 33 33 31 31. Đây là cái số điện thoại coi như là anh chị mình có thể giúp trực tiếp cho anh này, không cần phải thông qua Hiếu ha. Có gì gửi thẳng cho chị này luôn.
Chị tên gì chị? Tên Nhung. Chị tên Nhung ha. Địa chỉ ở đây là ở đâu anh Trường? Anh Trường biết không anh Trường? Biết, ở đây là Lạc Quế. Cái gì anh đọc Lạc, địa chỉ cụ thể đi. Ấp Vĩnh Thuận. Lạc Quế. Ấp Vĩnh Thuận. Ở đây là Lạc Quế, ấp Vĩnh Thuận. Xã Lạc Quế. Xã Lạc Quế. Chi Tôm, An Giang. Chi Tôm, An Giang. Ngay cái cầu T5. T5. Ngay cái cầu T5 coi nha. Dạ. Trong nhà này hình như là được người anh này là chia sẻ là anh cắt cho phải không anh? Đây tôi cho thiết với cắt giùm cho chị cho bà nè. Dạ. Tôi chứ người ta ở đây mình mà người ta nghèo khổ thấy mình giúp được cái gì giúp. Dạ. Khả năng mình giúp được tới đâu thì mình giúp. Anh có dòng họ gì không? Không. Anh. Dạ, quê tôi đâu có ở đây. Cũng tôi ở đây quen bà với ông thì cũng mười mấy 20 năm rồi. Là mình biết ba mẹ của anh này. Đúng rồi. Rồi xong mình thấy cuộc sống khó khăn quá mình mới... Tôi hồi trước thì ở bên đó. Trước là ở bên kia. Mới vợ qua đây tôi cắt giùm cho bà. Tốn chi phí mình cắt bao nhiêu tiền anh? Nói chung là mình không có lấy tiền, cũng như là mình chỉ có bỏ tiền mua thiết cho bà thôi. Cây cũng xin cái này người kia đó. Mỗi người ít cây này kia. Dạ. Yeah. Còn như mình cắt giùm bà đâu có lấy tiền, đâu có ăn uống gì đâu. Yeah. Mình đâu có ăn tiền, ăn bạc gì nữa. Dạ. Yeah. Cũng như mình giúp công. Dạ. Yeah. Bà nhà bà ở cái tại ở bên kia muốn sập rồi. Nói chung vậy. Bây giờ qua đây. Mấy anh ở đây cuộc sống nó cũng không dư dả gì mấy, nhưng mà thấy bà con ở đây nó thiếu thốn chút xíu thì mình nhín nhút chút xíu mình chia sẻ cho nó đỡ đần nhau. Ai cũng khổ chứ, nhưng mà mình mỗi người hoàn cảnh khác, nó không có giống ai. Anh này có quậy quạ chơi bời gì không anh? Nè hả? Ừ. Không, cũng không có quay chơi gì đâu, nhưng mà tại vì cũng bị tại cái bệnh tiểu đường thì chú biết rồi. Dạ. Yeah. Dưới ai thì người phải chịu thôi. Dạ. Yeah. Rồi bị như vậy thì vợ con cũng bỏ rồi. Bỏ hả? Thì nói chung là nó thấy không ổn thì nó phải bị bỏ giọt thôi. Bây giờ về ở với bà. Anh nghĩ là chị đó sai hay đúng? Chắc cũng sai chứ, nói tại vì chồng con mình thì nó ai muốn như vậy làm gì nè. Tại vì nó dướng vô người nào thì phải chịu thôi. Nhưng mà ta thấy không ổn thì ta giọt thôi. Chịu mà thấy không ổn là dứt hẳn là đi liền. Chứ ở lại dướng bận hả? Đúng rồi. Tùy theo. Ai mà ôm chồng bệnh nuôi hoài đúng không anh? Mà không biết là hồi trước là anh này có sống có đối xử tốt không mà sao giờ này? Thì cái lúc đó thì tôi cũng không có gần. Không có gần này tôi cũng không biết nữa. Em Út nó sống sao tôi cũng không biết. Tại nó đi làm xa không ạ? Nó làm ở Bình Dương, thành phố. Em bây giờ em cũng không dám là bệnh ai đúng hay sai. Đúng rồi. Nhưng mà kiểu như em cũng đang lo lắng là không biết anh này lúc trước anh sống anh có đối xử tệ vợ không nữa. Thì theo như mình biết như vậy đó thì lúc nó bị bệnh thì vợ nó bỏ. Dạ. Anh ơi. Dạ. Yeah. Bây giờ thế này nè. Bây giờ đây là lần đầu tiên em quay một cái chương trình nó lạ đời, là cái chỗ là chồng đi toilet nhiều quá rồi vợ thấy gì ghê gớm quá rồi như ngại quá. Khán giả mới bỏ đi. Nên là bỏ đi là không có lo cho anh nữa. Không biết là lúc trước anh sống với chị sao thì em không biết. Nhưng mà thôi hết duyên hết nợ thì thôi ha. Yeah. Bây giờ hôm bữa là gửi cho em coi là cái đầu của anh là nó ấy ghê lắm coi nha. Kiểu như nó lành. Bữa nay là nó lành, nó kéo mài vậy là ok nè. Chứ hôm bữa là nó lầy luôn. Chị nào gửi em? Chị Thanh Tiền, ban đầu tiên là chị Thanh Tiền cho anh 100 nè. Cảm ơn chị. Còn ai nữa không em? Để em coi rồi. Mới cắt xong mấy ngày này. Ba ngày rồi, 4 ngày. Chị Thanh Tiền cho anh 100. Cảm ơn. Em cho anh thêm 200 nữa. Nên là 300. Là 300 nè. Nè. Rồi được chưa? Đó. 300 đó. Em cho anh 200, chị Thanh Tiền cho anh 100. Là 300, cỡ như cái tiền đó là tiền mình ăn uống thôi. Còn căn bệnh của anh hiện tại bây giờ ở cả nhà thì căn bệnh cả tiểu đường thì mình nói thẳng một câu nè là sống thì vậy nhưng mà chết thì mang theo. Chứ nó tiểu đường là thua, không thua có rồi. Cách nào mà điều trị được dứt điểm hết. Chỉ có nếu mà có điều kiện thì uống thuốc cho nó dạ, nó kiểu như là nó ức chế lại cái tiểu đường thôi. Để cho đừng có nhiều cái biến chứng nó xảy ra làm cho anh mệt anh bệnh thôi. Chứ còn nói mà để mà điều trị dứt điểm là không điều trị được. Tại trước giờ là căn bệnh này Hiếu cũng tìm hiểu rồi. Chị Hồng Lê có cách chữa trị hả?
cái này thì cũng nhờ bà con ở trên này, chị nghe điện thoại giùm em nha. Dạ. Tại vì bà con người ta có thể liên hệ trực tiếp với mình để người ta giúp đỡ mình đó. Đó. Thôi anh bỏ túi đi, anh cầm tiền bỏ túi đi. Anh cảm ơn cô chú anh chị đi. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị thương lắm. Có tiền bỏ túi rồi. Bây giờ anh vô anh giới thiệu cái nhà của anh có gì cho em coi coi. Anh có dấu vàng gì không? Không có gì đâu. Cái bằng thầy cho xíu. Nhà em không có gì đâu. Nói chung là lúc trước cũng có chiếc xe cũ mũ để chạy. Nhưng mà rồi bệnh rồi. Bệnh không chạy được, bán luôn ha. Bán luôn. Đó, bây giờ mình chơi là mình kiểu như là hôm bữa giờ em nói rồi, em nói rất là nhiều với mấy chị rồi. Đôi khi những hoàn cảnh nào mà khó khăn như thế này nè, thì mấy chị gửi liền trực tiếp, mấy chị cứ nhắn alo em cái là em gửi. Còn anh chị mà chuyển sau thì từ từ anh chị chuyển sau. Còn không, đôi khi là em cũng không nhớ ai đâu, nhưng mà anh chị mà thương em thì mấy chị chuyển lại, còn không thì thôi không sao. Rồi ha, bà con chỉ nói cho anh 500 ha. Rồi. Anh có phiền hà gì em không? Không, bỏ túi rồi, tiền bỏ túi. Tiền bỏ túi. Lâu lâu điện hỏi thăm con được ha. Một lần điện được về nghỉ rồi nó cứ tắt luôn. Tắt rồi không liên lạc luôn hả? Cũng may á chứ. Cũng may là cái chân anh đó, nó lành cái chỗ này lại chứ, nếu mà nếu mà heo tiểu đường mà nó không lành là còn phải cương, phải kháo khớp. Cương ngay đây. Ở bên kia mà tôi chở đây thì rửa này kia không muốn chết luôn. Dạ. Mà nó chọi xương rồi luôn. Lòi xương rồi luôn anh hả? Vậy giờ là khỏe nhiều đó là hay lắm rồi đó. Vậy là dữ lắm rồi đó ha. Đường nó hiền đó, đường không còn dữ nữa. Anh mới có tiếp 2 thôi mà. Nhưng mà sao mà nó dữ dằn vậy chứ? Khoai lắm ha. Rồi anh em của anh có ai không? Có mà. Chàng Bích Ngân Trâm nữa hả? Chàng Bích Ngân Trâm nữa hả? Đúng không? Anh ấy đi không có tiền nhiều. Cô Hồng Lê. Dạ. Cô Hồng Lê là gửi cho mình 500. Nè, nãy là 500 phải không? Dạ. Nãy chứ ai? Nãy anh cho 200 với chị kia Kim Loan cho 100. Chị nói cho Kim Loan 200. Anh tiền 100. 500 là em 200 nữa là 500 nè. Dạ. Rồi cái này là cô Hồng Lê cho anh 500 nữa là 1 triệu nè. Dạ, cảm ơn. Rồi ai nữa em? Chị Trần Bích Ngân. Chị Trần Bích Ngân cho nhiêu nữa? Mi Phạm Trần Bích Ngân Collagen cho nhiêu? 100 nữa phải không? Trời ơi, gom cho tiền mà cho tiền online trời. Nè. Rồi 90. Rồi chưa? 100. Rồi. Mà cho tiền online vậy chứ em chưa nhận được ngàn nào chứ. Từ từ mấy cô chú anh chị ta chuyển cho sao? Ta chuyển trả lại sao? Rồi hôm nay em tới nhà anh có cái gì anh đãi em không? Thấy đường nó có làm gì đâu. Bây giờ ông chạy xuống, ông chạy xuống sàn bắt con gà lên ông đãi em ơi. Đi không được, bắt gà. Hả? Không có nuôi, không có con nào chứ. Ở đậu người ta, ta cho nuôi đâu. Ở đậu người ta hả? Yeah. Rồi chừng nào người ta đòi lại? Người ta đuổi thì đi chứ sao giờ. Rồi người ta đuổi của anh đi đâu? Không biết nữa. Không biết nữa hả? Thì ra cái cầu HT5 ngờ ở ngoài đó chứ sao giờ. Ra ngoài nhà cầu đó thì... Sao em? Kim Loan kêu đọc đi, chị chuẩn bị xong rồi. Rồi, chị bấm giùm em nè chị. 339. Anh uống chứ sống sao không sống. Mình khổ quá, mình không có tiền mua thuốc uống, mình nằm chịu trận thì mình mau đi thôi chứ. Bà con như này người ta giúp mình tiền thì mình mua thuốc mình uống. Là nó duy trì sự sống chứ sao mà không sống được. Nha, người ta giúp mình là mình phải phấn chấn lên. Yeah. Mình phải cho phấn chấn lên, mình làm lại cuộc đời chứ. Anh còn rất là trẻ. Năm nay chính thức là nhiêu tuổi anh ta? Anh nhiêu tuổi? 7 tuổi. Tết này 38 nè. Mới có 37, 38 tuổi mà bi quan chứ vậy? Cho chị, em gửi cho chị 500 đi. Là chị chuyển khoản qua tiền và anh làm cái gì đang đi. Dạ, chị 100 chị tên gì chị? Ở Củ Chi. Chị tên gì? Lan. Chị Lan ở Củ Chi cho anh thêm 100 ngàn nữa. Chân nhiều lắm. Còn anh ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gọi 100 nữa là của chị nữa. Chị Lan ở gì đó? Củ Chi. Củ Chi, chị Lan ở Củ Chi cho anh 100 nữa đó. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi, bữa nay là chơi theo kiểu là góp tiền online. Lâu lâu mới có dịp hả? Lâu lâu có dịp vô đây. Đó, thì mấy chị nào thương em thì gửi lại, không sao hết á. Đừng có bi quan nữa nha anh, mình là con trai, mình phải vượt lên bản thân.
Mình năm nay mới ba mấy tuổi thôi mình vượt lên nha. Dạ. Tới bây giờ ở hàng xóm láng giềng người ta đã cho mình căn nhà rồi đó. Người ta đã cho mình cái nơi che nắng che mưa rồi, kỳ còn lại của mình là ráng uống thuốc lên rồi để phát triển từ từ lại cơ thể lại. Chứ mình đâu có bỏ bi quan vậy được đâu. Đó, cả nhà thấy tội nghiệp không? Vợ bỏ ha. Vợ bỏ rồi rồi không có ai bên cạnh chứ. Một cái ngôi nhà tình thương được bà con ở đây, người góp này người góp cái kia, cho được mấy miếng thiết để mà xây lên một cái ngôi nhà cho anh ở tạm bợ. Nhưng mà không biết tại sao cái miếng thiết này tự cho nó gớt xuống, nó bị khuất cái chỗ này, nó bị gớt xuống rồi nha. Bây giờ thấy không, trừ một lỗ này không biết là trời mưa có dột không thì không biết à. Mới có, rồi cũ có, rồi cao thấp có, đinh thì được đinh mới, nó mới đóng. Nó cái nhà thấy không? Đây là kiểu như toan thiết của người ta, ai có miếng nào đem lại cho miếng đó. Nên nó sẽ lủng củng một cái ngắn, một cái dài, một cái ngắn, một cái dài như này. Để che lên cho anh một cái ngôi nhà tạm bợ. Ở phía dưới này thì bà con sử dụng mấy cái cột. Cột bằng bằng bịch đằng đó các nhà. Bằng bịch đằng. Cũng kiên cố lắm. Chỉ có trên là được mấy tấm thiết cũ này, rồi không biết là khi nào nó dột, khi nào nó lành nữa. Nhưng mà được cái cũng có được một cái ngôi nhà. Lần đầu tiên mình quay một chương trình mà có một người anh mà đi vệ sinh quá nhiều rồi vợ ngại, rồi vợ bỏ ra đi. Bất ngờ. Tội nghiệp cả nhà. Đó là do con bệnh thôi chứ đâu phải do người ta đâu. Thì em sẽ tới đây nữa ha cả nhà. Hiếu chân thành cảm ơn cả nhà và chúc quý bạn thân quân trên này có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, công việc được thành công. Hiếu xin chào và hẹn gặp lại.